Tin chúng tôi mới nhận, từ đêm qua 15 tháng 10 đến sáng nay, trên địa bàn huyện Mường Khương có mưa lớn liên tục, gây thiệt hại về hoa màu và ảnh hưởng đến giao thông, nhất là tại khu vực thị trấn. Hiện các lực lượng đang nhanh chóng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Mưa lớn không gây thiệt hại về người, song đã làm ngập úng hai nhà dân cùng một số diện tích rau màu vụ đông trên các cánh đồng Sảng Trải, Mã Tuyển, Na Khuy, thị trấn Mường Khương. Hơn 20 hectare khoai tây và rau màu vụ đông của người dân bị ngập úng. Trong đó, nhiều diện tích khoai tây bà con mới trồng cách đây hơn một tuần, bà con đã chủ động khơi thông dòng chảy thoát lũ nhằm giảm thiệt hại. Bị ngập hết khoai tây với lại rau cổ các thứ hết rồi. Chả biết là còn sống lại được không. Chủ đừng than đầu để tháo nước cho nó thoát nước xem rau có cứu được tí nào không. Giờ tháo nước thì rau nó nụt hết. Thì giờ tháo nước, nước tràn ngập như này nụt hết đi. Thì này tiền cả kia nụt hết. Bao nhiêu rau màu, bao nhiêu tiền giống má phân của gia đình bỏ ra. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến giao thông tại một số tuyến đường của thị trấn và tỉnh lộ 154, gây ách tắc giao thông cục bộ. Hiện nước đã rút. Ngay khi nắm tình hình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả, cảnh báo đến người dân về tình hình mưa lũ để có biện pháp ứng phó. Cử các lực lượng cùng với cả bà con nhân dân, hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Mường Khương là dọn dẹp bùn rác ở trên tuyến đường. Và về cây cối hoa màu thì cũng chỉ đạo bà con nhân dân là chủ động khơi thông các cái hệ thống mương thủy lợi để thoát nước, để không bị úng rau màu, để tránh thiệt hại về kinh tế. Nước rút để lại một lượng lớn bùn đất tại các tuyến đường, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. Các lực lượng vẫn đang tổ chức dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.